Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 17 tháng Giêng 2021, Chùa Pháp tổ chức một ngày tu niệm Phật. Thay mặt Chư Tăng Bổn Tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Lâu nay chúng ta trước khi vào buổi giảng đều có hát cái bài đạo ca. Không biết quý vị thuộc chưa? Thuộc chưa ạ? Thuộc sao thấy nghe hát thì yếu vậy? Phải hát cho nó mạnh lên, hùng hồn lên mới được. Ở ngoài đời thì người ta gọi là quốc ca, còn ở trong Phật giáo mình là đạo ca. Thì đây là cái bài mà Phật tử mình phải thuộc và phải hát được, tập cho nó quen. Bởi mỗi lần diễn ra cái khóa tu hay ngày tu thì Thầy cũng đều cho hát hết để cho chúng ta tập làm quen. Và mình cũng tập hát cho được, cho thuộc. Mình mong rằng là quý Phật tử lần sau hát lớn lớn một chút. Vừa nãy hát nghe thấy bộ hình như là máy hát không à, không thấy người hát bao nhiêu. Năm ngoái vào cái khóa tu cuối năm Kỷ Hợi, Thầy có đọc một cái lá thư. Quý vị còn nhớ lá thư gì không? Lá thư gì? À, lá thư tình. Hôm nay là ngày khóa tu cuối của năm Canh Tý, và Thầy cũng sẽ đọc cho quý vị nghe một cái lá thư. Lá thư gì? Ủa sao viết hay vậy? Giờ không biết lá thư cầu hôn hả? Rồi ai cầu hôn mà cầu hôn ai? Đố quý vị đó, ai cầu hôn và cầu hôn ai? Có ai trả lời được không? Ai cầu hôn có nghĩa là bây giờ mình hỏi là người nam hay nữ cầu hôn. Rồi cái câu thứ hai là cầu hôn ai? Ai có thể trả lời được đâu, đứng lên trả lời thử coi. Dạ con xin trả lời câu thứ nhất là của một người Phật tử nữ. Và dạ, con đoán câu thứ hai là của người đó là cầu hôn sư phụ ạ. Ôi vậy mình cũng có phước quá à. Được người Phật tử nữ cầu hôn là có phước rồi đó. Thật ra nếu mà có cầu hôn đó, Thầy nghĩ là nó phải có ba cái tiêu chuẩn. Một là cái người đó phải đẹp trai. Hai là phải trẻ. Ba là phải khỏe. Đúng không? Nó phải có tiêu chuẩn. Còn mình thì cái thứ nhất là cũng xấu, thứ hai là già, thứ ba là hết si quách. Vậy là chắc không có thể là cầu hôn Thầy đâu. Rồi bây giờ Thầy sẽ đọc cái lá thư và quý vị nghe. Rồi sau khi nghe xong đó thì Thầy cũng sẽ có mấy cái câu hỏi. Rồi ai trả lời được thì cũng thưởng. Kính thưa Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị chấm chấm. Giờ mình không có nói tên ta ra. Hiện đang sinh sống tại bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thầy chưa bao giờ biết con, nhưng con biết Thầy qua mạng Internet rất nhiều. Hôm nay con xin mạo muội viết lá thư này gửi đến Thầy, nhờ Thầy giúp con một việc. Thầy thông cảm đừng cười,
là xin Thầy hoan hỷ giới thiệu cho con một người nam cư sĩ để làm bạn đời hữu hỷ lúc tuổi già. Hiện nay con 61 tuổi, đã nghỉ hưu rồi. Chồng con mất cách nay 7 năm. Con có một đứa con trai năm nay đã 34 tuổi, có vợ hai con. Nó sinh ra bên Mỹ nên từ nhỏ đến lớn học và sống theo văn hóa Mỹ. Lại lấy cô vợ Mỹ nên cuộc sống của nó bây giờ hoàn toàn Mỹ. Vợ chồng con làm nuôi nó ăn học đến khi thành tài làm bác sĩ. Vợ chồng nó và hai đứa con ở riêng, thỉnh thoảng nó về thăm con, có khi cả tháng mới về thăm một lần. Hình như nó chỉ biết lo cho vợ, cho con thôi, còn mẹ thì coi như không. Buồn lắm thầy ạ. Ở bên Mỹ đa phần là như vậy. Khi con lớn lên, đi ra ở riêng, không ở chung với cha mẹ, thế hệ già và trẻ không có hợp nhau. Con sống một mình thui thủi trong nhà, thời tiết của bang này rất lạnh, lại cô đơn nữa thì buồn lắm thầy ơi. Cách nay vài năm con có mở trên mạng vô tình xem được chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu của thầy tổ chức, thấy hay quá. Từ đó con tìm xem liên tục và qua chương trình này mà con biết được Phật Pháp. Thú thật với thầy, gia đình con, ông bà cha mẹ vốn là đạo Phật, nhưng con chẳng biết gì đến Phật Pháp cả. Nhờ xem được chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu mà con nhận ra Phật Pháp thật nhiệm màu, thật lợi ích mà từ lâu con không biết. Con cảm tưởng như mình là người cùng tử trong Kinh Pháp Hoa. Ở trong chéo áo có châu báu mà không biết xài vậy. Từ đó con theo dõi các chương trình của chùa như Ánh Sáng Phật Pháp. Các bài giảng của quý thầy thật là hay, thật là sâu sắc. Con đã thu thập được rất nhiều kiến thức, mở mang trí tuệ. Con rất biết ơn thầy đã tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, Ánh Sáng Phật Pháp và các khóa tu dành cho người lớn, học sinh, sinh viên, trẻ em, giúp cho mọi người, mọi tầng lớp biết Phật Pháp, bớt đi biết bao nhiêu phiền não tội lỗi, trong đó có con. Con thích nhất là những khóa tu có cả hàng nghìn Phật tử ngồi trên giảng đường, mặc áo tràng màu lam, ngồi ngay hàng thẳng lối rất đẹp. Tiếng niệm Phật nghe rất hay, khi lên cao, lúc xuống thấp, làm cho lòng người lắng dịu mọi phiền não, tâm hồn thanh tịnh an lạc. Con ước ao trong cuộc đời của mình sẽ được về Việt Nam tham dự khóa tu Phật Thất một lần, thì đó là điều hạnh phúc duy nhất còn lại trong cuộc đời con. Từ khi biết được Phật Pháp qua các chương trình của thầy tổ chức, thỉnh thoảng con có đi chùa dự các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, nhưng từ nhà con đến chùa phải lái xe đường cao tốc chạy hơn 100 cây số giờ và phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến. Cho nên việc đến chùa của con có phần khó khăn. Hiện nay sức khỏe của con kém, mắt mờ, lại bị bệnh tim nên không dám lái xe đi xa. Qua các chương trình tu học được thầy đưa lên mạng, con thấy có các nam cư sĩ tu tập cũng khá đông. Nhìn ai cũng hiền lành, dễ thương.
Cái này hơi mệt đó. Con xin Thầy có thể giới thiệu cho con một người để làm bạn đời lúc tuổi già được không ạ? Mấy ông nghe kỹ nha. Thật ra khi đề nghị việc này con rất ngại và sợ phạm tội, vì không biết Phật Pháp có cho phép Thầy làm việc này không. Con chỉ nghĩ Thầy là người tu, có lòng từ bi cứu khổ chúng sinh, cho nên con mới mạnh dạn viết thư này nhờ Thầy. Có lẽ Thầy sẽ thắc mắc ở bên Mỹ này rất nhiều đàn ông, tại sao không tìm lại nhờ Thầy. Xin thưa thật là con ở bên này lúc trẻ chỉ biết đi làm, kiếm tiền nuôi con ăn học. Khi già thì chỉ biết có căn nhà của mình là bạn thôi, chứ ít giao tiếp với ai nên không quen biết nhiều. Khi con nhìn chương trình tu học bên chùa, Thầy thấy có rất nhiều nam cư sĩ. Con nghĩ họ là người biết tu, có đạo đức nên tin tưởng hơn. Cái này là đặc biệt á. Con biết trong số những người đó chắc chắn sẽ có những ông mất vợ cũng cô đơn như con, cho nên con mới nghĩ đến những người đó và muốn kết bạn trăm năm với họ để cùng nhau tu tập lúc tuổi già, cùng nương tựa nhau mà sống những ngày còn lại trên cuộc đời này. Nếu Thầy thương con giới thiệu cho con một người đàn ông nào đó, xin Thầy hoan hỷ gửi hình, tên họ, địa chỉ và số điện thoại của họ để con có thể liên lạc trao đổi. Nhưng Thầy nhớ là tìm người nào còn khỏe mạnh, không có vợ, hiền lành đạo đức, đó phải tiêu chuẩn đàng hoàng á. Nếu mọi việc thành tựu tốt đẹp, con suốt đời không quên ơn đức của Thầy, và có thể con sẽ về Việt Nam xin quy y làm đệ tử của Thầy. Giới thiệu cho được ông chồng rồi làm đệ tử quy y. Nếu đủ duyên, xin Thầy làm lễ hằng thuận cho chúng con tại chùa Pháp luôn. Cuối lời con chúc Thầy vô lượng an lạc. Con rất mong Thầy hồi âm và rất hy vọng ở sự cứu khổ ban vui của Thầy. Kính chào Thầy. Hết. Như vậy bây giờ quý vị rõ rồi ha. Ai cầu hôn ai chứ không phải cầu hôn Thầy đâu. Rồi bây giờ đó Thầy có nêu ra mấy cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Phật tử có nên nhờ quý Thầy giới thiệu mai mối người yêu như vậy không? Thì bây giờ Thầy cứ đặt câu hỏi là lát ra ai á, muốn trả lời thì mời lên đây trả lời. Thứ hai là Phật tử lại thêm lớn tuổi có cần phải đi bước nữa như vậy không? Thứ ba, người ta nói là con là nợ vợ hay chồng là oan gia, như vậy có đúng không? Thứ tư, Phật tử có suy nghĩ gì về câu Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú số 335: ai sống trong đời này bị ái dục ràng buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Câu hỏi số 5, các Phật tử nam nghĩ gì nếu mình mất vợ, có xung phong làm chồng bà này không? Rồi quý vị suy nghĩ kỹ đi, ai có khả năng trả lời thì mời lên trả lời. Con xin giới thiệu, con tên Nguyễn Thị Thanh Đào, pháp danh Minh Tâm. Dạ, con xin phép trả lời mấy câu hỏi của Thầy. Là cái câu thứ nhất là Thầy... Phật tử có nên nhờ quý Thầy giới thiệu mai mối người yêu như vậy không? Dạ, theo như ý kiến riêng của con thì không nên. Là Phật tử lại thêm lớn tuổi có cần phải đi bước nữa như vậy hay không? Dạ, về cái câu này thì cũng tùy theo trường hợp.
mà có thể đi thêm nữa hay không là cũng là một phần là do cái nhân duyên của mình, còn có nợ nần những người nào nữa hay không. Nhưng mà theo ý kiến riêng của con thì có lẽ là không nên. Vì sao không nên? Dạ tại vì mình đã lớn tuổi rồi, thì cái lứa tuổi này là mình nên tu tập để mà giải thoát, để mà giống như là trả những cái nghiệp kiếp trước mình đã gieo rồi, thì cũng không có nên mà luyến ái nữa. Tại vì giống như là cái câu của lời dạy của Phật là người nào mà dính dáng đến tình ái, đến ái dục thì càng khổ đắm thêm nhiều. Mà mình đã về cuối đời mình tu giải thoát thì mình cũng không nên là vướng dắp về vấn đề tình ái nữa. Rồi câu thứ ba, người ta nói con là nợ vợ hay chồng là oan gia, như vậy có đúng không? Dạ đúng. Tại vì giống như theo như về cái sự hiểu biết của con á, là con cái á, là đến với mình á, là có bốn cái nhân duyên, bốn cái nợ. Một là nợ xấu, hai là nợ tốt. Nếu cũng có thể là người mình nó đến để nó đòi nợ, hoặc nó đến nó trả nợ cho mình, thì đó là cũng là cái nợ, cái nghiệp của mình. Còn vợ chồng cũng vậy, có duyên có nợ thì mới tới, còn không có duyên có nợ thì cũng không có tới được. Câu số 4, Phật tử có suy nghĩ gì về câu Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú số 335: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Theo như hiểu biết của con á, thì khi mà mình vướng dắp vô vấn đề tình ái thì mình sẽ có những cái đau khổ, là khi mà người đó, gặp người đó phản bội mình thì mình sẽ giống như mình cũng không có thể, mình đau buồn đủ thứ. Còn khi mà thương yêu nhau rồi mà giữa mình với người đó có một cái nhân duyên đã đứt đoạn rồi á, mà phải chia lìa thì mình cũng rất là đau khổ. Thì thành thử ra là cái vấn đề mà vướng dắp vô tình ái đó, theo như cái hiểu biết của con là như vậy. Rồi cảm ơn, xin cho một tràng pháo tay. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa toàn thể tất cả Phật tử có mặt khóa tu ngày hôm nay. Tôi là Phật tử Liên Thanh. Tôi cảm thấy là một người ở nước ngoài mà biết về Phật Pháp là điều hiếm có. Nhưng qua cái lá thư này, vì cô nghĩ rằng Thầy là một đấng từ bi, cho nên cô mới dám là có cái nghĩa là cô đặt vào niềm tin với Thầy. Cô cũng nghĩ Thầy sẽ là một người Phật, là cứu cho cô qua được cái cơn bỉ cực này. Thành thử ra cái lời nói và cái cử chỉ hành động của cô đó chỉ là một người phàm, chưa hiểu biết gì về Phật Pháp. Còn như tất cả chúng ta là Phật tử thì chúng ta nghĩ rằng đây là, nếu như chúng ta biết không nên cầu hôn như vậy, mà mình cầu hôn thì mình sẽ nói thẳng với cái người nam đó, mình hãy tìm đến một cái người nam nào đó mà mình tin tưởng, hoặc là như thế nào đó, vì trên mạng internet bây giờ nó cũng có đầy đủ phương tiện cho mình. Dạ theo con thì con nghĩ như vậy hả thầy? Dạ. Rồi dạ, còn cái thứ hai nữa là như con cũng vậy, con hôm nay là con là 60 tuổi, con cũng giống như cô vậy đó, cái tâm trạng của con, mặc dù con đã tu, con cũng thuận thành lắm á thầy, nhưng mà con cũng có cái tâm niệm là con mong tìm một người bạn đồng hành trên bước đường tu tập. Có nghĩa là ngay như con, bây giờ con cũng đi chùa, con cũng mong cầu lần sau con gặp được một người nam. Nhưng mà cái đó là con không hề A Di Đà Phật. Nhưng mà con nghĩ điều tất cả thì là nhân duyên hết, cho nên là không thể nào mà mình mong cầu là sẽ được. Và tất cả những cái điều gì mình cứ làm, mình hãy sống thật tốt và mình hãy làm những gì mình cần làm. Và nếu như mình làm đúng như lời Thầy dạy, như lời Phật dạy, thì cái điều mong cầu mình sẽ được thành tựu thôi. Nhân duyên nó sẽ đến với cô trong một nay mai thôi, không cần gì phải lo. A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin chào tất cả các đạo hữu đồng tu. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Thị Ngọc, pháp danh Nguyên Bích. Trước tiên con xin nói về cái cảm nhận của con qua cái lá thư của cái cô này. Thì theo cảm nhận riêng của con á, thì con nghĩ thế này: cái cô này là một cô đã ngoài 60 tuổi
mà trong cái hoàn cảnh của cô là chồng chết và lại là bệnh hoạn như vậy á, thì cô cũng muốn kiếm một người bạn để mà nương tựa khi tối lửa tắt đèn. Thì đó là cùng một cái điều, bởi vì con cũng có biết về văn hóa của bên Mỹ á, thì rõ ràng là không phải như mình, cũng sống chung với nhau trong hai con mà đã 18 tuổi là nó ra nó ở riêng, chứ nó không sống chung như Việt Nam nhà mình. Cho nên cô cảm thấy cô đơn thì cũng là rất đúng. Cô này là cùng một cô là suy nghĩ rất, nói về ngoài đời á, suy nghĩ rất là chín chắn. Cho nên cô mới là viết cái thư như vậy để cô trình bày. Nếu như người khác á, họ mà không có cái suy nghĩ chín chắn thì họ sẽ tự kiếm một người bạn lâu rồi. Bởi thực ra mà nói, nếu mà kiếm một người chỗ có bạn á, thì rất là dễ. Lấy kiếm khi nào cũng được. Nhưng cô đã suy nghĩ 7 năm rồi. Bây giờ cô trong hoàn cảnh như vậy thì cô phải muốn chọn một người bạn nào đó để đáng tin cậy. Mà cô thì không thể, ở bên Mỹ đã khó, nhưng mà về Việt Nam kiếm thì cô lại cũng không biết chọn ai để cho nó đảm bảo được cái lâu dài về cuối đời của cô. Thì cô chọn sư phụ á, để nói về mặt ngoài đời á, là cô rất là tin tưởng và rất là muốn nhờ sư phụ. Là cô nghĩ rằng cả Phật tử Nam ở đây á, là đệ tử của sư phụ á, thì ta hãy nói cha nào con nấy mà. Cho nên á, là cô mới là gửi gắm nhờ sư phụ. Đó là về mặt ngoài đời. Trong cái luật của các quý thầy á, là không được phép làm mái đấy. Nhưng khi mà cả hai bên nam nữ yêu nhau rồi thì các quý thầy có được quyền là làm lễ hàng tuần để khuyến bảo cho các Phật tử sống với nhau cho theo hướng về đạo. Cho nên đó là một điều mà chắc có lẽ cô không hiểu, chưa hiểu, cho nên cô mới là nhờ sư phụ. Riêng con là con nghĩ như vậy. Con cô chọn một cái nơi để mà nhờ là con cảm thấy là cô rất chi là chín chắn. Đó là theo con là nhận định như vậy. Đó là nói về cô, nhưng mỗi người mỗi tính. Nếu bản thân con mà như cô á, con sẽ chọn á, là vào nhà dưỡng lão. Con sống, chứ con không cần chi phải làm là đi tìm bản đời nữa. Bởi vì nói thật ra mà nói, đời là vô thường mà. Chẳng biết hôm nay thế này, mai thế khác, bản thân mình cũng chưa tin được mình. Bây giờ mình còn nói đấy, nhưng lát nữa mình cũng khác rồi. Đâm ra là mình không cần chi phải tìm ai nữa cả. Con, theo con là con nghĩ như vậy. Mình chỉ là sống, thứ nhất là hướng về đạo Phật. Cô đã hiểu ít nhiều chứ rồi. Cô đã nghe băng của thầy rồi. Cô đã hiểu rồi. Thì bây giờ cô là chỉ dựa vào sống ở nhà dưỡng lão. Rồi cô hàng ngày cô nghe kinh, nghe pháp. Nếu cô có điều kiện cô tới chùa được thì tốt. Nếu không thì cô ở nhà cô nghe qua mạng cũng được. Theo con là con suy nghĩ như vậy. Và hàng ngày cô chỉ chuyên tâm niệm Phật là tốt rồi, chứ không cần chỉ phải tìm bạn nữa. Đó là theo bản thân con này. Rồi, cảm ơn cô. Xin dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Mai Ngọc Châu, pháp danh là Thị Ân, ở chùa Pháp Bủ. Hôm nay cô xin trả lời những câu hỏi của bức thư mà thầy đã đọc. Thứ nhất là người đời không thể nhờ sư phụ để mà tác hợp với nhân duyên làm mai mối đó. Thứ hai là tuổi đã lớn mà đã nghe những lời pháp thoại của thầy, thì nếu hướng về Phật pháp theo con nghĩ thì sẽ tìm tu tập tại nhà, hoặc là coi như là những cái khóa tu nào mình có dịp mình đi tu để coi như là hướng về Phật pháp nhiều hơn nữa. Thứ ba là nhân duyên của chồng vợ con cái đó là đúng. Rồi còn câu thứ tư của trong kinh Pháp Cú là coi như là không mê đắm ở trong dục lạc, lìa bỏ cái dục lạc khi tuổi nó đã lên cao. Con xin vậy ha thưa thầy. Dạ. Rồi cảm ơn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, nay con xin chia sẻ một phần về cái bức thư này.
Thì trước nhất là con xin đồng thuận về cái ý kiến của cô này. Con nghĩ nó nằm ở trong một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Tại vì trước đây vài năm là con có gặp những cái cảnh tượng này, là không ai khác chính là cậu của con. Cậu của con là 70 mấy tuổi, nhưng mà vợ mất từ lâu. Trong khi đó gia đình thì đã có 3-4 đứa con đi nước ngoài hết. Lương thì ổn định ăn không hết, nhưng mà đều có cái chỗ rất là khó ở cái vấn đề là cái sự chăm sóc của con cái. Nên từ chỗ đó thì cậu của con là muốn kiếm một người như vậy. Nhưng mà những đứa con thì không chấp nhận. Nhưng mà điều cậu con muốn nói là cậu con chỉ nhờ có cái chỗ là không phải là vấn đề cái sự đời thường là thương yêu, nhưng mà cái sự là chia sẻ với nhau về cái sự tuổi già thôi, không ai chấp nhận. Và cuối cùng cậu con mất. Thì con thấy rất là đau khổ về vấn đề này. Cũng có những lúc con thay các em của con chăm sóc cho cậu của con, nhưng mà với theo con cái đó là con chỉ đồng thuận về cái vấn đề, cái ý kiến mà khó khăn hoàn cảnh. Nhưng theo bản chất con thì con hiểu, con có học Phật Pháp một phần. Con nghĩ cái chỗ nếu mà trường hợp giữa hai người thương yêu như nhau như vậy, muốn gặp gỡ với nhau như vậy, muốn chia sẻ với nhau đến cuối đời, nhưng mà con không biết là chia sẻ như vậy nó có được hoàn thiện hay không. Tại vì giữa chưa hai người chưa biết là người nào còn nghiệp và người nào chưa hết nghiệp. Thí dụ như bây giờ trường hợp bây giờ con chưa có bệnh, nhưng mà ngày mai rồi con bệnh hoạn này nọ, thì cái đó cũng gây thêm cái gánh nặng cho người vợ thôi, cho cô này thôi. Rồi thì cô này cũng vậy, bây giờ chưa biết, hiện tại bây giờ cô sức khỏe đầy đủ, nhưng chưa biết là ngày mai là cô như thế nào, cũng có thể là làm cái gánh nặng cho bạn đời với nhau mà thôi. Nhưng mà con đúc kết lại thì con thấy tất cả những cái vấn đề, cái sự luyến ái này, thì cái hiện tại là nó chỉ giải quyết trong cái hiện tại mà thôi. Nhưng mà về vị lai thì nó sẽ kéo dài thêm cái nghiệp quả với nhau và đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà trên cái vấn đề này là con suy nghĩ cái chỗ là cô này muốn như vậy, nó có một cái ý chính là để đã tìm một người bạn để nương tựa với nhau và hiểu biết được Phật Pháp, là cái chỗ là nhờ thầy hướng dẫn, và có thể là biết đâu chừng là một cái hạt giống bồ đề về sau này. A Di Đà Phật, con xin hết. Rồi, cảm ơn bác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tông Đức, kính thưa tất cả quý vị đồng tu. Thì qua bức thư mà sư phụ mới đọc á, thì con có một số ý kiến như thế này. Cái cô này năm nay đã 61 tuổi rồi. Và qua mạng internet thì cô có biết được cái chương trình tu học của chùa Hồng Pháp. Cô rất có ý nguyện là muốn về chùa để được tu học Phật thất và tu một ngày. Thì qua đây con cũng thấy là không phải cái cô này không, mà rất nhiều Phật tử trong nước và nước ngoài rất ao ước được về chùa Hồng Pháp để tu khóa tu Phật thất và tu khóa tu niệm Phật một ngày. Nhưng mà có rất nhiều người chưa thu xếp được, chưa đến chùa được. Thì qua đây con cũng nhắn nhủ với mọi người là nếu người nào có ý nguyện muốn về chùa Hồng Pháp tu thì phải nhanh chóng thu xếp để thực tập về tu những khóa tu Phật thất và tu niệm Phật một ngày. Nó sẽ có được rất nhiều lợi lạc và nó sẽ thăng tiến được cái tâm linh của mình. Có nhiều trường hợp con biết là muốn về tu nhưng mà chần chừ thu xếp không được, rồi vô thường đến, bệnh hoạn và có nhiều điều kiện khác không thể về tu được, thì sau này lại hối hận thì đã muộn rồi. Là một. Thứ hai nữa là theo như con được biết á,
qua kinh Hiền Nhân mà con mới được nghe quý thầy giảng, thì ở đời những việc Phật tử không được làm đó là làm mai mối để lấy vợ, lấy chồng. Thì qua đó thì Phật tử còn không được làm. Thì như vậy thì Phật tử không nên nhờ quý thầy, nhờ chư Tôn Đức giới thiệu hoặc là mai mối, vì đây là cái điều không nên làm. Thứ một điều nữa là cô này hiện nay á, thì theo cái cách sống của người đời là cô đang bị rất là cô đơn, bởi vì người con thì ở riêng, không lo lắng cho cô. Và cô muốn tìm một người bạn, như là bạn đồng tu đây, để có thể chia sẻ trong cuộc đời những điều, những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng mà theo con á, thì ở bây giờ không những là ở nước ngoài, mà ở trong nước á, có rất nhiều người muốn được như cô nhưng mà chưa được. Tại vì có nhiều người lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn phải lo cho con. Con nó trưởng thành mà nó tự lo được cho nó thì đây là một niềm hạnh phúc. Mình không phải lo cho nó thì coi như mình đã hết nợ rồi, thì cô phải vui vẻ với cái việc này là một. Thứ hai nữa là cô cũng đã lớn tuổi rồi, tìm một người bạn đồng tu theo cái chiều thuận thì nó rất là tốt, nhưng mà cũng phải còn theo cái chiều nghịch, tức là cái gì nó cũng có vô thường hết. Tại vì con cũng có một người bạn đồng tu là năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi, và cũng có một người bạn nam đồng tu nữa, hai người thường đi chùa niệm Phật và cũng trong cái hoàn cảnh là dở dang, hai người sáp lại với nhau để cùng đi chùa niệm Phật. Nhưng mà được hơn một năm sau thì anh này anh bị tai biến, tức là cái gì nó có vô thường hết. Thế là bây giờ cái cô này phải phục vụ cho cái anh này toàn phần luôn và không còn đi chùa đi chuyện gì được nữa. Cho nên là theo con thì là mình sống một mình mà mình biết đến Phật Pháp thì là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ tất cả các chương trình Phật Pháp của Việt Nam, của quý thầy đều đã được kết nối toàn cầu. Thì nếu như chúng ta không đến được chùa thì chúng ta lên mạng, chúng ta hướng về, chúng ta tu theo. Con có nghe quý chư Tôn Đức dạy rằng mình cứ hướng về, mình tu theo. Ví dụ như tu một ngày mình không về chùa được thì mình lên mạng mình tu theo, mình niệm Phật theo hoặc là tu Phật Thất. Nhưng mà nếu về được thì quý vị gần xa cố gắng sắp xếp về chùa sẽ thấy hạnh phúc vô biên. Còn cái trong ở đời thì con hiện nay cũng đang có gia đình. Con biết rằng là có gia đình là giống như thầy Bù Chánh nói, nếu mà vợ chồng mà không còn hạnh phúc, đã chia tay nhau rồi thì nên mừng và nên cầu siêu cho nó luôn. Quý vị nào mà có đang bị cô đơn á, là chúc mừng quý vị nha. Đừng có đi tìm đi kiếm nữa. Thứ nhất là phải lo cho chồng, rồi lo cho gia đình nhà chồng, rồi có con mà nó không lo cho nó được thì mình này phải lo cho cháu nội cháu ngoại. Mặt trời con thấy đó chứ đừng nói thấy chùa thấy Phật. Cho nên là các vị không phải lo cho chồng cho con là một hạnh phúc lớn, để chúng ta có điều kiện tu tập. Cái đó chúc mừng quý vị. Yeah. A Di Đà Phật. Cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con thấy cô này là một người phụ nữ rất hiện đại. Cô có những cái suy nghĩ rất là chín chắn. Còn bây giờ cái phương tiện đại chúng rất là rộng, cô có thể lên mạng kết bạn bốn phương thì rất nhiều những ông đăng ký đến ở với cô ấy. Nhưng vì cô đã tin tưởng thầy cho nên cô mới gửi gắm ở đây. Vì cô là một phàm phu chứ cô cũng chưa phải là một Phật tử thuần thành, cho nên là cô tin tưởng ở sư phụ. Thì theo con như này, sư phụ là những người mà nói như theo cô ấy đấy, là một người cứu khổ cứu nạn. Mà cô đang ở trong giai đoạn rất là cô đơn, rất là bất hạnh. Cho nên là cô ấy chỉ có trông chờ vào sư phụ. Thì theo con là có thể sư phụ không làm cái gì, nhưng mà căn cứ vào lá thư đó, cô sư phụ có thể có một bài pháp gần như là tâm sự, gần như là nhắn nhủ với cô ấy. Phần nào đấy thì cũng là sư phụ cũng hóa độ cho cô ấy, và cũng là lấy được cái lòng để cô ấy cũng như thế là được đáp lại cái lòng tin đối với sư phụ. Đó, theo con thì con nghĩ như thế, và ý nghĩ của con chỉ có như thế đấy. Vâng, rồi cảm ơn. Vâng, theo cái bài cái thơ, lá thơ của thầy, của sư phụ đọc hồi nãy á, thì con thấy cái cô Phật tử này á, cô nên nhớ rằng cô đã lớn tuổi rồi, đã 61 tuổi, đã mình thoát được cái nạn rồi, chồng chết rồi, được con nó đi xa nữa là mình thấy mình có cái nghiệp rồi thầy. Mà bây giờ á,
là còn thêm nữa, bước nữa làm chi nữa. Con nghĩ là vậy đó thầy, sư phụ. Mà bây giờ cổ còn kêu là sư phụ làm mai, cái chuyện nó thấy là sai 100%. Thì bây giờ con cũng nhắn nhủ cái cô Phật tử là thôi bây giờ mình phải tu. 61 tuổi rồi, thì bây giờ mình đi xe không được, thì bên nhà mình tu. Ví dụ mở mạng lên thì mấy thầy, quý thầy đây, mấy Phật tử đây cũng đồng tu cũng được. Có cần gì mà phải kiếm một người nam nữa. Trời ơi, con thấy là thấy một cái chuyện là sai, sai hoàn toàn. Con chỉ có bao nhiêu đó nhắn nhủ cái cô Phật tử ở bên Mỹ đó, là mình lớn tuổi, gần đất xa trời rồi, đừng có kiếm nên kia mất công lắm. Vậy con có nhiều hết rồi. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, mình không biết được. Bây giờ hỏi bà 60 tuổi là lớn hay là nhỏ? So với người 20 tuổi thì là lớn, nhưng mà so với bà già 80 tuổi thì nhỏ. Đúng không? 60 tuổi đối với bà già 80 tuổi là còn trẻ quá. Nhưng mà đối với cô gái 20 tuổi thì đó già rồi. Cho nên đó là cái tuổi 60 thì cũng chưa biết là già hay là trẻ. Thì thôi bây giờ thầy xin trả lời như thế này. Trong đạo Phật của chúng ta đó, đối với các vị tỳ kheo, nó có những cái giới mà gọi là giới trọng và những cái giới mà gần trọng, rồi giới khinh. Thí dụ như giới trọng thì được gọi là giới ba la di, mà ai phạm vào cái giới này đó được gọi là khí. Khí có nghĩa là bỏ đi. Đoạn đầu có nghĩa là đứt đầu, giống như cái cây dừa bị chặt cái đầu đâu có lên được nữa. Hoặc là tha thắng, có nghĩa là ma nó thắng, nó chiến thắng mình rồi. Rồi còn một nghĩa nữa là cực ác, người này là phạm vào cái giới đó là tội nặng lắm. Người mà phạm vào ba la di á, là coi như là tội nặng nhất và sẽ bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Và một cái giới kế đó, đó là giới tăng tàn. Tăng tàn có nghĩa là vị tăng phạm cái tội này á, thì mạng pháp còn sót lại một chút ít. Cũng giống như là cái người bị chém á, mà gần chết rồi, chỉ còn thoi thóp, nhưng mà nếu cấp cứu kịp thời thì vẫn còn hy vọng sống. Tức là cái vị tăng này phạm tội á, thì phát lồ sám hối trước những vị tăng thanh tịnh đúng pháp, thì có thể vẫn còn được ở lại trong chúng để tu học. Đó gọi là tội tăng tàn. Những ai mà phạm vào tội mai mối á, là phạm vào cái tội tăng tàn này, rất là nặng đó quý vị. Để thầy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ở trong luật tỳ khưu của bên Nam Tông á. Thì có một cái ông sư tên là U Đà Di. Lúc ổng ở ngoài đời cũng hay giới thiệu mai mối gì cho người nam với người nữ kết duyên với nhau vợ chồng. Sau khi ổng đi tu thì ổng lại tiếp tục cái công việc như vậy. Chắc có lẽ ổng mát tay hay sao, cho nên đó là người ta tiếp tục nhờ ổng. Thế là ai đến nhờ ổng thì ổng cũng đi làm mai làm mối giúp cho. Một hôm đó có đệ tử của các vị đạo sĩ lõa thể, có người con trai mới đến gặp một cái gia đình của ông thầy bói, có một đứa con gái rất là khả ái, dễ nhìn, dễ thương.
ông này mới xin được cưới cái người con gái của cái bà thầy bói. Nhưng bà này bà không chấp nhận. Bà nói tôi đâu biết ông. Tôi không có gả và đồng thời tôi cũng không muốn cho con tôi đi xa. Ông này cũng hơi buồn. Ông mới than thở cho những người bạn bè biết. Thì mấy người bạn bè nói, ô, tại sao ông đến cái ông sư đó? Ông sư đó, ông làm mai cho. Ông làm mai là được. Thế là cái ông này mới đến gặp ông sư U Đà Di này, mới trình bày, nói rằng tôi có đứa con trai, tôi muốn xin cưới cái cô con gái của gia đình cái ông thầy bói đó. Nhưng mà gia đình đó không chịu. Thôi nhờ sư giúp giùm. Cái nói, được rồi, để tôi giúp cho. Thế là ông sư này, ông đến nhà của bà thầy bói, ông trình bày, ông nói là tôi biết cái người này. Cái gia đình nói, nếu mà sư biết thì được, thôi thì tôi đồng ý chấp nhận để gả con gái tôi cho con trai của ông. Thì khi mà đám cưới xong rồi đó, thì trong một tháng đầu á, thì cái cô này á, là con dâu. Nhưng mà bắt đầu từ tháng thứ hai á, thì là đầy tớ. Có nghĩa là về lo phục dịch trong gia đình, làm việc. Cô thấy quá khổ cực. Cô mới nhờ người liên lạc để kêu mẹ đến xin về. Thì bà mẹ thương con mới đến gặp cái gia đình của bên nhà trai đó, mới nói, trình bày, nói bây giờ con tôi như thế, các vị cố gắng là để cho nó là con dâu chứ đừng có bắt nó làm đầy tớ, tội nghiệp nó. Bên đàn trai trở mặt, nó tôi đâu có biết cái chuyện cưới hỏi gì, tôi chỉ biết cưới hỏi với cái ông sư thôi à. Bà tôi không biết. Thế bà về đi, bà đừng nói gì hết trơn á. Cái bà này buồn quá, thôi đi về. Đi về thì cái đứa con lại bị hành hạ, bị làm việc khổ cực như là đầy tớ. Cái lại liên lạc với mẹ, thì cầu cứu mẹ. Thì mẹ lại đi qua gặp ông sư, nói hôm trước á, sư mai mối con tôi với cái gia đình đó, rồi bây giờ là nó về nhà được có một tháng con dâu thôi, còn tháng sau nó làm đại tớ, khổ quá, bây giờ nhờ sư qua, sư nói giúp cho gia đình đó, thương nó để cho nó là con dâu đi, đừng bắt làm đại tớ. Cái ông sư cũng nghe, ông đi qua gặp cái gia đình đó. Cái gia đình đó nói, tôi cưới hỏi với gia đình đó chứ có cưới hỏi với ông sư đâu, mà sư đến đây lại nói cái chuyện gì. Thôi sư tu, lo tu đi, đừng có nói cái chuyện gì hết, đừng có dính vào cái chuyện gì gia đình, vợ chồng ở đây. Ông sư cũng hết nói rồi. Thế là ông phải đi về. Khi đi về á, cái cô con gái này lại bị ở bên nhà trai hành hạ, bắt làm việc rồi, cũng như đầy tớ. Cô thấy khổ quá, lại nhắn mẹ. Thì mẹ mới không biết cách nào nữa, lại đi gặp ông sư để nhờ. Ông sư, ông nói, thôi tôi không qua đó gặp mấy người đó, họ lại gây với tôi, kiếm chuyện với tôi không đi đâu, bà đi đi. Thế là bà giận quá, rồi bà mới giống như là nói nặng với ông sư này, nguyền rủa ông sư này. Rồi con của bà thấy khổ quá, cũng nói nặng rồi nguyền rủa ông sư này. Bây giờ ông sư này ông mai mối mà. Tuy nhiên còn những cái đám khác, khi mà ông sư này mai mối người ta có hạnh phúc á, thì người ta lại gì? Người ta lại mừng, người ta khen, người ta cảm ơn sư. Thế thì câu chuyện nó đồn qua đồn lại, trong các sư mới biết được, mới đi đến thưa với Đức Phật. Rồi Đức Phật mới kêu cái ông sư đến hỏi có đúng không. Ông sư cũng nói dạ, bạch Đức Thế Tôn đúng à. Rồi Đức Phật mới bắt đầu chế giới nè.
Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối ý định của người nam đến với người nữ, hoặc ý định của người nữ đến với người nam về việc trở thành vợ, thành chồng, hoặc về việc trở thành nhân tình, thì phạm tội tăng tàn. Sau khi Đức Phật chế giới này ra rồi đó, thì một hôm á, ở trong một cái vườn hoa có mấy cái cô kỹ nữ. Kỹ nữ thì quý vị biết rồi, mấy anh dân chơi đi vô kiếm mấy cô kỹ nữ này rủ đi chơi, nhưng mấy cô này không đi. Không đi thì mấy ông này mới hỏi người này hỏi người kia, thì người ta mới lại giới thiệu cho ông sư nữa. Cái rồi có một ông nam cư sĩ á, Phật tử, ông biết, ông nói ôi không được, được đâu, người ta tu rồi, người ta không có làm chuyện này, không ai mà giới thiệu môi giới, bây giờ gọi là môi giới gì? Môi giới mại dâm, đúng không? Ngày xưa thì không có dùng từ đó, bây giờ người ta không có môi giới vậy đâu. Cái mấy người kia, cá không? Nó nói cá. Rồi họ kéo đến chỗ ông sư, lại nhờ ông giúp. Thì ông sư này, ông nghĩ rằng hồi trước á, Đức Phật chỉ cấm là không có mai mối làm vợ làm chồng thôi, chứ còn cái này đâu phải làm vợ làm chồng, chỉ có là ăn chơi một chút vậy thôi. Cho nên là ông nói thôi được, để tôi giới thiệu cho. Thế là ông lại ông đi, ông đến giới thiệu. Giới thiệu rồi cái ông cư sĩ này ông mới tức quá, ông mới nói, rồi ông đồn tùm lum cái tới tai các sư mới đến gặp Đức Phật. Rồi thưa với Đức Phật mới kêu ông lại hỏi có đúng vậy không? Cái ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn đúng à. Cái Đức Phật lại tiếp tục chế giới. Thật ra xin thưa quý vị rằng hồi xưa đó Đức Phật không có chế giới gì hết á, nhưng mà ai phạm tới đâu thì Đức Phật mới chế tới đó. Chứ còn lúc đầu là không có giới gì hết trơn á. Đó, thì bắt đầu Đức Phật lại chế thêm một đoạn nữa trong cái giới đó. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối ý định của người nam đến với người nữ, hoặc ý định của người nữ đến với người nam về việc trở thành vợ chồng, hoặc về việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc tình phúc chốc, thì phạm tội tăng tàn. Đó, điều luật này chỉ thêm có một chút là gì? Thậm chí chỉ là cuộc tình phúc chốc. Có nghĩa là bây giờ mình dùng cái từ là môi giới mại dâm á, thêm một cái tội này nữa thì là phạm vào tội tăng tàn. Mà cái tội tăng tàn này quý vị biết không? Nếu mà ai phạm đó mà giấu, thí dụ như bây giờ mình làm cái việc đó, trong vòng một tháng người ta phát hiện, thì khi mà mình bị phát hiện thì phải sám hối với 20 vị sư thanh tịnh. Mà tính cái ngày mình phạm cho đến khi mà ngày phát lộ sám hối, thí dụ một tháng, thì phải biệt trú, có nghĩa là phải ở riêng một tháng, không có tiếp xúc với ai, ở riêng như vậy một tháng. Sau một tháng đó rồi thì thêm vào một cái pháp mana đọa, có nghĩa là ý hỷ hay là duyệt chúng ý, nghĩa là làm cho mọi người vui, thì lại mất thêm 6 ngày 6 đêm nữa phải ở riêng như vậy đó, và làm việc cực khổ. Sau 6 ngày đó rồi đó thì 20 vị sư thanh tịnh đó mới làm pháp yết ma giải tội, thì lúc đó mới hết tội. Quý vị thấy nếu mà phạm vào cái tội này cũng rất là nặng đó. Cho nên á, hôm nay á, nhân cái chuyện này á, thì thầy cũng là một cái bài pháp nhắc luôn để cho quý Phật tử để biết rằng sau này mình đừng có nhờ các thầy làm mai mối. Tất nhiên là Đức Phật không cấm Phật tử, đúng không? Đức Phật không cấm, nhưng mà cấm ai? Cấm chư Tăng không được làm, chư Tăng làm là phạm. Thì nó tốt hơn hết là để cho Phật tử biết luôn, Phật tử đừng có nhờ. Rồi có nhiều người thắc mắc như vậy, thì cái lễ hằng thuần ở trong chùa thì sao? Có phải là mai mối không? Đâu có phải. Lễ hằng thuần á, là người ta chỉ có đến làm lễ thôi, chứ mình đâu có mai mối cho hai người đó đến với nhau đâu. Cái lễ hằng thuần chỉ là cái buổi lễ
để mà hướng về với Phật Pháp, rồi được các thầy khuyên bảo những cái lời tốt đẹp cho vợ chồng sống có hạnh phúc. Chứ không phải là các thầy mai mối cái chuyện đó. Cho nên cái lễ hằng thuận nó không có phàm, không phải là mai mối. Mình phải hiểu cái điều đó. Rồi về cái vấn đề của cái cô này đó, thì chúng ta cũng phải xét đến cái hoàn cảnh của cô đó. Thứ nhất á, là gì? Là chồng chết, đúng không? Chồng chết 7 năm rồi. Thứ hai, ở nước ngoài á, thì con nó ở riêng, nó không ở chung. Và cái tình cảm á, thì coi như là nó không có được thấm thiết như ở Việt Nam mình đâu. Ở bên Tây người ta sống thường là như vậy đó. Thí dụ như cái người cha, người mẹ sanh con có bổn phận là phải nuôi con. Rồi tới lớn thì coi như là cái đó là xong trách nhiệm. Rồi mai mốt con nó lớn lên, nó có vợ, nó chồng thì nó cũng lại đẻ con, nó nuôi. Nuôi là hết trách nhiệm, vậy thôi. Cái tình cảm nó cũng có nhưng mà không bằng cái người Việt của mình. Cho nên đó là tới tuổi thì nó ra nó sống riêng. Rồi cha mẹ thì á, một là ở riêng như vậy, hai là đi đâu? Đi vào dưỡng lão. Nhưng mà xin thưa quý vị á, ở nước ngoài á, cái dưỡng lão không phải như Việt Nam mình. Dưỡng lão ở Mỹ hay là ở những cái nước phương Tây là họ cũng tương đối là sướng. Bởi vì cái đó là cái tiêu chuẩn của họ. Lúc mà họ còn khỏe đó, họ còn trẻ họ đi làm. Họ có cái tiền để đó, rồi bây giờ già đó là tiền đó của họ. Cho nên họ sống rất là thoải mái. Chứ không phải như mình đó, là coi như là con nó ruồng bỏ hết chỗ rồi mình mới vô dưỡng lão. Còn người ta là vô dưỡng lão là cái chuyện giống như người ta già, có người ta thích vô, người ta không thích vô, người ta ở nhà, tùy người ta. Nhưng mà vô nó có cái chế độ ưu đãi rất là tốt. Thì sống ở trong đó có người chăm sóc, rồi bệnh hoạn có người lo hết, rất là tốt. Như các Phật tử cũng có trình bày, thì Thầy nghĩ rằng cái vấn đề này đúng. Bởi vì dù sao đi nữa đó, mình đã hiểu Phật Pháp rồi, thì mình lấy cái Phật Pháp làm vui. Và mình phải nghĩ rằng trước hết á, theo như cái quan điểm của Phật giáo á, thì khi mà mình dính vào cái chuyện vấn đề vợ chồng á, đó là cái gì? Là cái sự ràng buộc, là đau khổ. Mà thoát ra được cái đó á, là cái điều hạnh phúc. Giống như con chim mà nó bị nhốt vào lồng thì làm sao mà nói vậy chứ, ăn gạo trắng nước trong cũng là nhốt vào trong lồng thôi. Cho nên nếu mà nói một cách nào đó, đó thì mình á, chồng chết là coi như là giải thoát rồi. Giải thoát rồi, mình không phải lo. Còn bây giờ nếu nghĩ rằng mình lấy cái người chồng về để giúp cho mình thì có chắc không? Đó, có chắc hay không? Bởi vì vô thường, không ai biết được ngày mai hết á. Biết đâu lấy ổng về, mình nghĩ rằng á, để nhờ ổng sau này mình có già, có bệnh, có ổng chăm sóc. Không ngờ đâu mình lấy ổng về, tháng sau ổng đột quỵ, ổng nằm đó là mình hầu ổng suốt đời. Đúng không? Cái đó không ai biết được hết á. Lúc đó lại còn khổ thêm nữa. Mình tính là lấy chồng, lấy thêm nó đi bước nữa để cho đỡ, mà không cuối cùng thì lại càng khổ. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là rõ, như vừa nãy chúng ta nghe đó, ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Mình càng dính vào đó, mình càng khổ, chứ không có phải là hạnh phúc. Nếu mình biết, thì mình sẽ tìm một cái con đường mà Đức Phật dạy, nó có rất nhiều, chứ không nhất thiết là mình phải đi thêm bước nữa. Thì tất nhiên là nhiều khi cô này nghĩ rằng thấy mấy Phật tử ở trong chùa Hồng Pháp này tu tập rất là tốt, chắc người nào cũng hiền lành đạo đức, nhưng mà nhìn mặt vậy chứ chưa chắc đâu. Đi về nhà ông đánh cho vài trận là là lúc đó chạy không kịp chứ đó. Nhìn mặt đâu biết là hiền hay dữ gì. Cho nên đó là cái suy nghĩ của cô này á, thì đúng là
chưa có hiểu sâu về Phật Pháp. Chứ nếu người hiểu sâu Phật Pháp thì không nên nghĩ như vậy. Ngày xưa Đức Phật muốn thoát ra mà không thoát được thì phải làm sao? Phải trốn. Phải trốn. Còn mình bây giờ là có giống như vậy, nếu mình hiểu thì đó là mình được thoát nợ rồi. Thấy không? Chồng chết rồi là thấy là nhẹ rồi. Bây giờ con nó ở riêng rồi, giờ một mình thảnh thơi, muốn làm gì làm, ăn ngủ muốn làm gì á, không ai ràng buộc mình. Quá sướng rồi còn gì. Bây giờ tự nhiên cái đi rước ông về nữa thì khổ thêm chứ có sướng gì. Nhiều khi họ nghĩ như vậy, họ nghĩ rằng rước về một người như vậy là sẽ giúp họ trong cái lúc tuổi già thế nọ thế kia, nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc cái gì hết á. Rước ông về tháng sau ông đột quỵ ông nằm đó là thôi coi như là mình tiêu rồi. Mà nếu mà mình không đột quỵ mà bả mà đột quỵ bả nằm đó rồi chắc ông cũng chạy trốn luôn. Lúc đó là trốn luôn chứ còn chẳng có ai mà bây giờ tự nhiên về hầu bả suốt đời. Cho nên đó là chúng ta phải nhìn cho nó kỹ một chút, nhìn cho nó rõ một chút. Còn không á, nếu mà mình vướng vào nữa là mình khổ. Như vừa nãy có cô nào nói đó, hai người lớn tuổi rồi, rồi người thì cũng mất vợ, người mất chồng, người cũng đi tu rồi đi hộ niệm, cái tưởng là mình gặp nhau như vậy là nương tựa nhau, nhưng mà không phải vậy đâu. Ở chừng mới có vài tháng hay năm là bắt đầu có chuyện rồi, rồi lúc đó là đã dở dang rồi, cũng khó lắm. Cho nên đó, chúng ta phải sáng suốt cái vấn đề này. Qua cái lá thư cầu hôn của cái cô Phật tử này á, thì để cho quý Phật tử biết được một cái bài học, đó là gì? Là mình không nên nhờ các thầy mai mối gì đó. Mà nếu thầy nào làm thì phạm vào tội tăng tàn. Mà tội tăng tàn này đó là giống như cái người bị chém mà gần chết rồi đó. Nếu không sám hối mà không có chữa kịp thời là coi như chết đó. Cho nên rất nặng. Trước khi dứt lời xin kính chúc quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.